Cây này cây linh sam đó nha các bạn. Cây này cái dòng lá lớn nhưng mà hát lá xuống nó cũng trung trung, nó nhỏ hơn con thể út nha các bạn. Đây cái dòng linh sam nhiều cạn lá lắm nè. Có mấy cây sam rừng cái lá nó bự cỡ hai ngón tay tôi luôn á, tốt mà nó bự lá cỡ hai ngón tay tôi luôn á. Còn cái trạng này, còn cái dòng sam này không biết sam công nghiệp hay sam khai thác, tôi cũng không rành nữa nè. Mà tôi nghĩ chắc sam công nghiệp quá, sam khai thác mình không cần nữa. Thấy cái thân nó giống giống như sam khai thác đó. Nó già quá trời già. Cái này sẹo mít nữa bạn. Đấy, cái tàn nó tàn đa nè, y như cái cây thiên nhiên nhìn nó cũng hay. Cái này mình thấy hay hay nên mua nè. Là đường cái nó độ già, nó già mà già cứng. Cái này già chứ là thần thụ. Cái phơm cây nó nhìn nó cũng đậm. Chiều cao nó khoảng 48 á. Ngoài gốc, ngoài gốc chỗ này là khoảng 25, còn cái rụng gốc chỗ này là khoảng rụng gốc chỗ này khoảng 30-32 á. Này khoảng 30 á. Già bạn, cái này được, cái già lên trắng tróc cái lớp vải cám ngoài luôn rồi, không già thấy ghê luôn. Cái này nhìn nó hay đó, con cây nhìn nó cũng khá độc đáo, nhìn giống như gốc cổ thụ. Già cây ghê hồn, nó có sẹo nhiều bạn. Cái sẹo này không đáng kể, nói chung mà cắt nó không lớn đó. Nó nhỏ thôi. Còn linh sam thì nói chung là sẹo là chắc không có liền rồi. Nhìn nó giống như cái gốc cổ thụ, nhìn hay hay. Cây này mấy cây này gửi luôn cái chậu bạn. Chậu này không có nhiều tiền, chậu này khoảng 100 ngàn. Đường kính của nó. Chậu này chậu hộp xoài xi măng. Cây xi măng ham men ta. Mình mua mình cũng không để ý nữa. Hình như bằng men mấy bạn ơi, chứ không phải bằng men. Mới giờ tưởng xi măng chứ cũng bằng men đất nung vậy bạn, nói chung bằng gớm á. Mà dạng chậu thường nhìn nó, nhìn cái nét nó không tinh xảo. Xin chào nha bạn, này mình lấy một số cây có tàn nhìn hay hay bắt mắt cũng được. Cái này nói chung về mình buông kẽm là chỉ chơi thôi, với lại cắt giật cái cành nó rất là cứng mấy bạn. Giống như cây này mình nghĩ không phải biết phải sam rừng thôi, mình mua mình không hỏi luôn. Hay là sam công nghiệp mình không, mà cái cành nó cứng ghê mà. Tại cái dòng sam công nghiệp có một số cành ra khỏi vậy là nó mềm xèo à, không có được cứng như vậy. Cái dòng lá này không biết sao cái cành nó cứng ghê, nó cứng cáp lắm, dùm rờ vô mà. Như dòng sam công nghiệp là nếu mà nó ra cái trạng lá, nó ra cái trạng cành cái này là nó cũng mềm chứ nó không có cứng nhắc gì. Nhìn bởi nhìn cái cây già nuôi cứng cáp ngon. Cái này chắc mình nghĩ chắc sam công nghiệp hồi xưa mà kiểu đời đầu hay sao không biết. Sam giờ quá trời rồi. Sam nha các bạn.